Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giá Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn, thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giá Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, giá heo hơi có thể sẽ tăng trở lại trong những ngày tới bởi nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là tại các chợ đầu mối lớn. Sức tiêu thụ có xu hướng tăng trong những ngày qua là dấu hiệu tốt đối với các hộ chăn nuôi. Theo ghi nhận trong ngày hôm nay, đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc vẫn đang giữ mức ổn định, dao động từ 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Cao nhất trong ngày hôm nay vẫn xuất hiện mức giá 60.000 đồng, tuy không nhiều. Trong khi đó, tại thị trường miền Nam, giá heo phổ biến mức giá từ 56 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể, tại các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay tiếp tục có dấu hiệu tăng trở lại khi những đàn heo siêu nạc chất lượng tốt được thu mua với giá 60.000 đồng trên 1 kg. Thị trường cũng có những chuyển biến tích cực hơn. Tại một số địa phương ở khu đồng bằng Bắc Bộ như Hưng Yên, Hải Dương hay đối với tỉnh Thái Bình trong ngày hôm nay có mức giá bình quân từ 56 cho đến 59.000 đồng. Số ít các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình và Hải Dương trong ngày hôm nay heo xuất chuồng có mức 60.000 đồng trên 1 kg. Tại các tỉnh ở khu vực Trung Du và miền núi trong ngày hôm nay, đặc biệt là khu vực Vĩnh Phúc, Phú Thọ hay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, mức bình quân từ 55 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, mức giá 59.000 đồng đã xuất hiện nhiều hơn so với những ngày trước. Đấy là tín hiệu tích cực đối với các hộ chăn nuôi và có thể giá sẽ tăng trở lại trong vài ngày tới. Mức giá 56 cho đến 58.000 đồng cũng phổ biến nhiều hơn ở các tỉnh thuộc khu vực vùng cao. Thậm chí có những nơi có mức giá 59 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay ở cả các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc và các tỉnh ở khu vực phía Đông Bắc. Ghi nhận khu vực Sơn La, Lai Châu và Điện Biên có mức giá trong ngày hôm nay bình quân từ 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg và hầu như ngang bằng so với các địa phương như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm đi ngang với mức giá bình quân từ 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở khu vực Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An hay Hà Tĩnh, những đàn heo đẹp có mức giá 57 cho đến 58.000 đồng, xấu thì thấp hơn từ 2 cho đến 3 giá. Mới đây, một số doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã giảm giá heo hơi thêm 1.000 đồng trên 1 kg tại kho của Thanh Hóa. Điều đó đã tác động tiêu cực đến khu vực này. Ngay khu Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay, mức bình quân cũng chỉ đạt từ 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Tại các tỉnh thuộc thị trường miền Nam Trung Bộ như Phú Yên, Khánh Hòa hay khu Bình Thuận, Ninh Thuận trong ngày hôm nay, mức bình quân từ 54 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg và hầu như cũng không có sự thay đổi so với những ngày trước. Tây Nguyên trong ngày hôm nay tiếp tục đi ngang với mức giá 55 cho đến 58.000 đồng phổ biến nhiều hơn. Trong đó, một số địa phương như Đắk Lắk hay đối với tỉnh Lâm Đồng, mức giá 57 cho đến 58.000 đồng rơi vào những đàn siêu ba máu loại 1. Còn những đàn heo hai máu hoặc heo lai có mức giá thấp hơn con số này. Giá heo sỉ tại chợ đầu mối lớn ở thành phố Hồ Chí Minh có chuyển biến tích cực hơn, tín hiệu tốt đối với giá heo hơi ở các tỉnh thuộc thị trường miền Nam. Tại khu vực miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay, đặc biệt khu Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai vẫn duy trì ở mức từ 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, các địa phương khác như Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh có mức giá 54 cho đến 57.000 đồng là phổ biến. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay, phổ biến khung giá từ 56 cho đến 59.000 đồng. Hiếm có địa phương bán được với mức giá 60.000 đồng trên 1 kg ở thị trường miền Tây trong ngày hôm nay. Ghi nhận, cuộc Bến Tre, Bạc Liêu, Long An, Sóc Trăng hay là đối với tỉnh Tiền Giang, mức giá 56 cho đến 58.000 đồng rất phổ biến. Phần lớn các hộ chăn nuôi cho rằng từ nay đến Tết Nguyên đán, giá heo hơi sẽ tăng nhưng không chắc chắn mức tăng có bền vững hay không. Để người nuôi yên tâm đầu tư, giá heo hơi phải đạt từ 70 cho đến 75.000 đồng trên 1 kg mới đủ khuyến khích. Tuy nhiên, nếu ở mức giá này, giá thịt heo trên thị trường sẽ bị đẩy lên cao như mấy năm trước, khiến người tiêu dùng sẽ phải cắt giảm mua thịt heo. Và điều này có thể khiến cho ngành chăn nuôi heo lâm vào vòng luẩn quẩn, giá lên xuống thất thường, rất khó kiểm soát. Và chi tiết hơn theo ghi nhận giá heo hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở khu vực phía Bắc trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội
phổ biến mức giá bình quân từ 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên trong ngày hôm nay có mức giá 56 cho đến 59.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá cục khoái trâu của tỉnh Hưng Yên trong ngày hôm nay đạt 57 cho đến 58.000 đồng đối với dòng siêu ba máu loại 1. Đối với những đàn heo lai có mức 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình bình quân từ 56 cho đến 59.000 đồng. Cục Hải Dương trong ngày hôm nay cũng hầu như không có sự thay đổi, mức giá 56 cho đến 59.000 đồng phổ biến nhiều hơn. Hà Nam có mức giá 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam trong những ngày qua có xu hướng giảm nhẹ. Mức bình quân ở chợ đầu mối đối với dòng siêu ba máu loại 1 trong ngày hôm nay là 58 cho đến 60.000 đồng. Hòa Bình có mức giá 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Khu Quảng Ninh trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 56 cho đến 59.000 đồng. Hải Phòng có mức giá bình quân 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Bắc Ninh hầu như không có sự thay đổi với mức bình quân từ 56 cho đến 57.000 đồng. Nam Định phổ biến mức giá 57.000 đồng trên 1 kg. Ninh Bình trong ngày hôm nay cũng dao động trong khung giá từ 56 cho đến 58.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá cục Yên Mô, Yên Khánh của tỉnh Ninh Bình trong ngày hôm nay có mức bình quân từ 56 cho đến 57.000 đồng. Trong khi đó, Phú Thọ 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc có mức giá bình quân từ 55 cho đến 57.000 đồng. Thái Nguyên trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Khu Định Hóa của tỉnh Thái Nguyên, các hộ chăn nuôi báo giá 56 cho đến 57.000 đồng là phổ biến. Trong khi đó, đối với Bắc Giang có mức giá 55 cho đến 58.000 đồng. Ở khu Lục Nam của tỉnh Bắc Giang, các hộ chăn nuôi báo giá dòng siêu ba máu heo chọn loại 1 bình quân là 57 cho đến 58.000 đồng, cao hơn so với các địa phương khác. Trong khi đó, cục Tuyên Quang có mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Lạng Sơn trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Cao Bằng cũng có mức giá tương tự 54 cho đến 57.000 đồng. Trong khi đó, Hà Giang có mức giá 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Bắc Cạn trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Yên Bái 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Cục Lào Cai trong ngày hôm nay, đa phần các hộ chăn nuôi báo giá 55 cho đến 57.000 đồng. Lai Châu, Sơn La và Điện Biên cũng không có sự thay đổi nhiều, mức giá 56 cho đến 59.000 đồng phổ biến ở các tỉnh thuộc cục Tây Bắc này. Trong khi đó, một số địa phương ở khu miền Trung như Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến mức giá 55 cho đến 58.000 đồng. Hà Tĩnh 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Khu Quảng Bình trong ngày hôm nay cũng có mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Quảng Trị 55 cho đến 56.000 đồng, Huế 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, một số địa phương ở thị trường miền Nam Trung Bộ như Quảng Nam và Đà Nẵng có mức giá 55 cho đến 58.000 đồng. Khu Quảng Ngãi trong ngày hôm nay chỉ phổ biến 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Bình Định 54 cho đến 57.000 đồng, Phú Yên ở mức 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa 54 cho đến 57.000 đồng. Trong khi đó, hai địa phương là Ninh Thuận và Bình Thuận có mức bình quân 54 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg, tùy thuộc vào chất lượng của heo. Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng không có sự chuyển biến. Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức giá cao trong ngày hôm nay, phổ biến mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Đắk Lắk 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như Kon Tum, Gia Lai và Đắk Nông phổ biến mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương ở thị trường miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu có mức bình quân từ 57 cho đến 59.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay đạt 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương 56 cho đến 57.000 đồng. Khu vực Bình Phước 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Tây Ninh có mức giá thấp hơn 54 cho đến 57.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương ở thị trường miền Tây Nam Bộ như Long An 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Tiền Giang đạt mức giá 57.000 đồng, Bến Tre 56 cho đến 58.000 đồng. Khu Trà Vinh trong ngày hôm nay có mức giá 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng 56 cho đến 59.000 đồng. Bạc Liêu bình quân 57.000 đồng trong ngày hôm nay. Vĩnh Long cũng có mức giá 56 cho đến 58.000 đồng. An Giang và Cần Thơ phổ biến mức giá 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Đồng Tháp phổ biến mức giá 56 cho đến 58.000 đồng. Cà Mau trong ngày hôm nay đạt 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Kiên Giang,
Các hộ chăn nuôi báo giá 56 cho đến 58.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.